Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Tìm Việc 365.vn. Mình là Nam Anh. Các bạn khán giả thân mến, nhắc đến những cái tên đình đám trong nền công nghiệp giải trí của Nhật Bản thì có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng ta không nhắc đến Konami. Đây là một trong những tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản về sản xuất trò chơi điện tử. Vậy thì quá trình hình thành và phát triển của Konami diễn ra như thế nào và đâu là những yếu tố giúp cho họ có được thành công như ngày hôm nay? Chào mừng các bạn đến với Konami, từ cửa hàng sửa chữa đồ điện tử đến tập đoàn game tỷ đô. Thành lập từ ngày 21 tháng 3 năm 1969, Konami được chuyển từ một công ty sửa chữa máy hát thành công ty sản xuất game. Đứng đầu là Kozuki Kagemasa. Tên đầy đủ của Konami là Konami Holding Corporation. Konami là một tập đoàn lớn Nhật Bản và độ phủ sóng của Konami ở trên toàn thế giới là không phải bàn cãi. Những sản phẩm phân phối của Konami bao gồm thẻ bài các loại, máy chơi game và đặc biệt, khi nhắc đến Konami, người ta sẽ nghĩ ngay tới các trò chơi điện tử. Bên cạnh đó, một sự thật ít người biết đến đó là hầu hết các câu lạc bộ thể dục thể thao tại Nhật Bản đều nằm dưới sự quản lý của Konami. Một số tựa game của Konami đã gắn liền với tuổi thơ của hầu hết thế hệ 8X, 9X ngày xưa. Những cái tên chúng ta có thể kể ra đó là vua trò chơi Yu-Gi-Oh!, Contra hay Pro Evolution Soccer. Và để biết được quá trình hình thành cũng như là phát triển của Konami đã phải trải qua những khó khăn gì và họ đạt được những thành tựu như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo ngay sau đây. Công ty được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 1969 và lấy tên chính thức là Konami Industry Co. vào ngày 19 tháng 3 năm 1973. Người sáng lập và chủ tịch hiện tại của công ty, Kozuki Kagemasa, trước đây điều hành một công ty cho thuê và sửa chữa máy hát tự động ở Toyonaka, Osaka, trước khi chuyển đổi công ty thành một công ty sản xuất trò chơi điện tử. Trò chơi hoạt động bằng đồng xu đầu tiên được phát hành vào năm 1978 và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ vào năm sau đó. Konami bắt đầu đạt được thành công với các tựa game gây tiếng vang vào năm 1981 như Frogger, Scramble và Super Cobra. Đa phần đã được cấp phép để phát hành rộng rãi, bao gồm Stern Electronic và Gremlin Industry. Cuối cùng thì họ quyết định thành lập công ty con, Konami of America vào năm 1982. Trong giai đoạn này, Konami bắt đầu mở rộng kinh doanh trò chơi điện tử lên thị trường gia đình sau một thời gian ngắn phát hành cho hệ máy Atari 2600 vào năm 1982 tại thị trường Mỹ. Công ty cũng phát hành nhiều trò chơi cho máy tính gia đình vào năm 1983, tiếp theo là Nintendo Entertainment System vào năm 1985. Nhiều thương hiệu Konami được thành lập trong giai đoạn này trên cả hai nền tảng, cũng như các trò chơi thùng như Gradius, Castlevania, Twinbee, Rainbow, Gorman, Contra và Metal Gear. Do sự thành công của các trò chơi NES, thu nhập của Konami đã tăng từ 10 triệu đô la vào năm 1987 lên 300 triệu đô la vào năm 1991. Vào tháng 6 năm 1991, thì trụ sở chính của Konami được chuyển đến Minato, Tokyo. Và cũng trong khoảng thời gian này, thì công ty bắt đầu hỗ trợ những trò chơi 16-bit, mở đầu với Super NES vào năm 1990, tiếp sau đó là PC Engine năm 1991 và Sega Genesis năm 1992. Sau khi Sega Saturn và PlayStation ra mắt vào năm 1994, Konami trở thành một tập đoàn với sự thành lập của nhiều công ty con Konami Computer Entertainment khác nhau. Bắt đầu với KCE Tokyo và KCE Osaka vào tháng 4 năm 1995, tiếp theo là KCE Japan, sau được gọi là Kojima Production vào tháng 4 năm 1996. Mỗi công ty con của KCE tạo ra các sản phẩm trí tuệ khác nhau như loạt Silent Hill của KCE Tokyo và Metal Gear Solid của KCE Japan. Năm 1997, Konami bắt đầu sản xuất các trò chơi theo nhịp điệu dưới thương hiệu Bermani và cả kinh doanh trò chơi sưu tập thẻ bài với sự ra mắt của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Vào tháng 7 năm 2000, tên tiếng Anh hợp pháp của công ty được thay đổi một lần nữa thành Konami Corporation. Tuy nhiên, tên pháp lý tiếng Nhật vẫn giữ nguyên. Khi công ty chuyển sang phát triển video trò chơi cho các máy trò chơi thế hệ thứ 6,
họ cũng kinh doanh sang mảng sức khỏe và thể dục với việc mua lại PeopleCo Ltd và Dai Olympic Sport Club, đã trở thành công ty con của Konami. Vào tháng 8 năm 2001, Konami đầu tư vào một nhà phát triển trò chơi video khác. Hudson Soft trở thành công ty con hợp nhất sau khi Konami chấp nhận các cổ phiếu mới của bên thứ ba do họ phát hành. Vào tháng 3 năm 2006, Konami sát nhập tất cả các đơn vị phát triển trò chơi video thành một công ty con được gọi là Konami Digital Entertainment, vì công ty mẹ đã trở thành công ty mẹ thuần túy. Trụ sở được di dời một lần nữa, lần này là Minato, Tokyo, vào năm 2007. Việc sát nhập Hudson Soft vào năm 2012 đã dẫn đến sự bổ sung của một số thương hiệu khác, bao gồm Adventure Island, Bonk, Bloody Roar, Fire Is of Eden và Star Soldier. Vào tháng 4 năm 2015, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Nikkei Trendynet, thì CEO của Konami thông báo rằng Konami sẽ tập trung vào mảng trò chơi trên di động. Và tên thương mại của công ty trong cùng tháng đó cũng được đổi từ Konami Corporation thành Konami Holding Corporation. Vào năm 2017, Konami thông báo họ sẽ phát hành một số tựa game nổi tiếng khác sau thành công của Super Bomber trên Nintendo Switch. Đầu năm 2020, Konami chuyển trụ sở chính của họ đến Ginza, Tokyo, nơi có cơ sở tổ chức các sự kiện eSports cũng như các trường học dành cho người chơi eSports. Konami có rất nhiều những tựa game nổi tiếng và quen thuộc với tuổi thơ thế hệ 8X, 9X chúng ta. Hãy cùng điểm qua những cái tên đã góp phần làm nên tuổi thơ của chúng ta là gì nhá. Một cái tên có lẽ chúng ta không phải nhắc đến quá nhiều nữa, đây chính là huyền thoại một thời khi mà dòng game nhập vai bắt đầu đổ bộ vào Việt Nam. Và có một cụm từ, một khái niệm mà bắt đầu ở game này và sau đó được sử dụng rộng rãi ở các tựa game khác, đó chính là từ phá đảo. Và cái tên mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là Contra. Từng đó thôi cũng đủ để cho chúng ta thấy được rằng độ phủ sóng của Contra là lớn đến như thế nào. Đối với nhiều người trong chúng ta, cái thời mà cứ nhắc đến game 4 nút thì người ta nghĩ ngay tới Contra, và ngược lại, mỗi khi nhắc đến Contra là hình ảnh chiếc tay cầm chơi game 4 nút lại hiện ra trong đầu. Tuổi thơ của hầu hết các game thủ chắc chắn đã từng có thời gian trải nghiệm qua tựa game này. Chắc hẳn không ai quên được mình đã từng có thời gian cùng anh em bạn bè cày cuốc phá đảo game Contra qua từng màn chơi căng thẳng hấp dẫn đến như thế nào. Ít ai biết rằng, dù Konami chưa có một công nhận chính thức nào, nhưng nhân vật trong Contra được lấy cảm hứng từ những nhân vật ở ngoài đời thật. Ngay từ tên gọi Contra đã là một sự tương đồng với lực lượng ở Nicaragua được tài trợ bởi CIA. Lực lượng đó tên là Contrast, có nghĩa là chống đối, phản đối. Lực lượng này đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công khủng bố vào nhà nước Nicaragua. Bên cạnh Contra thì không thể không nhắc đến Pro Evolution Soccer. Đây là tựa game được yêu thích không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Và vào tháng 12 năm 2012 thì chính thức Pro Evolution Soccer đã đạt được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những tựa game bán chạy nhất với 81,65 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới. Còn tại Việt Nam thì hiện tại Pro Evolution Soccer cũng đang nhận được sự yêu thích của cộng đồng game thủ và người hâm mộ Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái tên đình đám tiếp theo bên cạnh Pro Evolution Soccer, đó là game thẻ bài Yu-Gi-Oh! Với những tín đồ của anime Nhật Bản thì có lẽ không thể bỏ qua vua trò chơi Yu-Gi-Oh! Không chỉ có trò chơi điện tử mà Konami còn cho phát hành cả thẻ bài của Yu-Gi-Oh! Nữa. Nhà phát hành đã thu được một nguồn lợi không hề nhỏ từ việc bán những chiếc thẻ bài. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2009, Yu-Gi-Oh! Chính thức được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là trò chơi thẻ bài bán chạy nhất trên toàn thế giới, với hơn 22 tỷ chiếc thẻ bài đã được bán ra. Con số này mang lại nguồn doanh thu không hề nhỏ cho Konami. Các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ thông tin về Konami, tập đoàn giải trí và sản xuất trò chơi điện tử hàng đầu tại Nhật Bản. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cũng như ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của tìmviệc365.vn.